Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video về triết học. Trước hết thì mình xin cảm ơn những đóng góp của các bạn về những video gần đây. Trong quá trình làm đôi khi có vài sơ suất, mong các bạn nhắc nhở và tiếp tục ủng hộ kênh để cải thiện. Những tập gần đây, chúng ta nói rất nhiều về bản chất của con người. Nghe có vẻ lớn lao, nhưng tụ chung lại vẫn là trả lời những câu hỏi như tôi là cái gì? What am I? Có rất nhiều người muốn trả lời câu hỏi này, đặc biệt là những ai đang gặp những vấn đề ở trong tâm lý như là mất phương hướng. Nhưng cũng có những người đơn giản chỉ là muốn hiểu về bản thân của mình. Họ thưởng thức quá trình khám phá bản thân hơn là những mong muốn có phần thưởng gì đó. Nhưng mà dù là gì đi nữa thì chúng ta qua quá trình tìm hiểu về bản chất của con người đều sẽ có những lợi ích riêng cho mình. Ở trong tập này thì mình sẽ nói về vai trò của linh hồn ở trong bản chất của con người. Qua ví dụ về ly nước độc, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về từng loại yếu tố ở trong linh hồn. Từ linh hồn, chúng ta sẽ đi đến khái niệm về duy lý. Liệu rằng duy lý có phải là bản chất của con người hay không? Hay câu hỏi cơ bản hơn, duy lý tức là gì? Ở phương Tây, có hai quan điểm phổ biến về bản chất của con người. Cả hai đều dựa trên quan điểm truyền thống của phương Tây, chỉ có một số khác biệt nhỏ. Phiên bản đầu tiên cho rằng lý trí là sức mạnh lớn nhất của con người, tức là đặc điểm quan trọng nhất của con người chúng ta là khả năng suy luận. Nếu từ lý trí còn khá mơ hồ thì có thể bạn sẽ quen thuộc với những từ như là logic, não trái, lý lẽ, duy lý và lập luận. Những người theo học các môn tự nhiên thường xuyên tiếp xúc với những khái niệm này. Ở trong tiếng Anh, từ rationalistic tương đương với duy lý ở trong tiếng Việt. Duy lý có nghĩa là việc tin tưởng vào sức mạnh của lý trí và logic và coi chúng là cơ sở để chúng ta có thể hiểu và đánh giá về thế giới xung quanh. Đây là một phương pháp tiếp cận mà con người sử dụng để giải quyết những vấn đề và đưa ra quyết định dựa trên lý thuyết và logic thay vì dựa vào cảm xúc và trực giác. Hơn 2.000 năm trước, nhà triết học Hy Lạp có tên là Plato. Ông được xem là một trong những triết gia vĩ đại của phương Tây và có những lý do để người ta có thể tin tưởng vào duy lý, đặc biệt là qua tác phẩm của Plato. Chúng ta có thể thấy rõ ràng quan điểm về duy lý của ông. Theo Plato, ông không cho rằng lý trí là thành phần duy nhất của con người, nhưng ông lại đặt lý trí lên một vị trí cao hơn so với các yếu tố khác. Điều này có nghĩa là ở trong quan điểm của Plato, lý trí không phải là toàn bộ con người, nhưng nó lại chiếm ưu thế và có vai trò quan trọng hơn các thành phần khác. Ngoài lý trí ra thì còn hai thành phần khác nữa. Những thành phần đó là gì thì một chút nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ở trong tác phẩm Republic, Plato đã trình bày quan điểm của mình thông qua cuộc thảo luận giữa Socrates và Glaucon về khái niệm bản ngã, hoặc là What is the self ở trong tiếng Anh. Tuy nhiên thì Plato đã sử dụng từ linh hồn hoặc là từ soul ở trong tiếng Anh để diễn đạt ý nghĩa này. Từ linh hồn được chọn bởi nhiều dịch giả khi họ dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh. Nhưng việc dịch như vậy có thể gây hiểu lầm rằng Plato muốn đưa ra những ý nghĩa về thần học vào tác phẩm của mình, bởi vì từ linh hồn thường gắn liền với tôn giáo. Tuy nhiên, Plato không có ý định như vậy. Do đó, một số dịch giả họ đã dùng từ inner self tương tự với từ nội tâm ở trong tiếng Việt để tránh hiểu lầm. Ở trong một video về bản chất của con người thì cũng đã có một bạn nhắc tới từ nội tại, tức là inner self. Vậy nên chúng ta cũng có thể tạm hiểu bản ngã, linh hồn hay là nội tại, nội tâm cũng là một khái niệm đều ám chỉ tới bản chất của con người. Trong đó, lý trí là một thành phần, còn những thành phần khác nữa, nhưng mà lý trí được coi là thành phần cao hơn những thành phần còn lại. Sau đây là bản tóm tắt trao đổi giữa Socrates và Glaucon ở trong tác phẩm Republic. Trong đó,
Socrates đã đặt ra câu hỏi cho Clarken. Có phải đôi khi chúng ta khát nước, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng ta không có uống nước hay không? Clarken đồng ý rằng đôi khi là chúng ta không uống nước mặc dù là chúng ta đang khát. Socrates sau đó mới giải thích, ở trong linh hồn của mỗi người có một thứ được gọi là sự thèm muốn, hoặc là desire ở trong tiếng Anh. Thứ mà bắt cơ thể của chúng ta phải uống nước. Tuy nhiên, khi cơ thể không uống nước, thì rõ ràng là có một thứ khác nó đang ngăn cản sự thèm muốn lại. Thứ này có thể kiểm soát được cơn khát nước, và đó được gọi là lý trí, hoặc là reason trong tiếng Anh. Sự thèm muốn có thể bao gồm nhiều loại như là thèm ăn, thèm uống và những thứ nhục dục. Còn lý trí có thể kiểm soát được sự thèm muốn. Cho nên là Socrates kết luận rằng đó là hai phần riêng biệt ở trong linh hồn của mỗi người. Ngoài ra, còn có một thứ khác nữa ở trong linh hồn, đó là cảm xúc, hoặc là emotion ở trong tiếng Anh. Cảm xúc bao gồm các trạng thái như là tức giận, vui buồn, ghen tị. Đôi khi chúng ta cảm thấy tức giận, ví dụ như có một người ra lệnh như họ là sếp của mình, chúng ta cảm thấy tức giận với người đó, nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy. Nhưng mà chúng ta không bộc lộ cái sự tức giận đó ra. Đó chính là do lý trí đã kiểm soát cơn giận dữ. Như vậy thì cảm xúc cũng được lý trí kiểm soát. Vậy thì lý trí, sự thèm muốn và cảm xúc chính là ba yếu tố của linh hồn hay là bản chất của con người. Trong đó, lý trí đứng trên hai cái còn lại. Để hiểu rõ hơn về quan điểm của Plato, thì chúng ta hãy xem xét một ví dụ sau đây. Tưởng tượng bạn đang cực kỳ khát nước, và trước mặt bạn có một ly nước, nhưng bạn biết rằng ở trong ly nước đó có chứa chất độc. Cơn khát của bạn nằm ở vùng bụng, thúc đẩy bạn muốn uống nước. Đây là phần cơ thể của bạn cảm nhận được sự khát, sự đói, cũng như là những ham muốn tình dục và những ham muốn khác của cơ thể. Tuy nhiên, có một phần khác ở trong con người của bạn, đó chính là lý trí. Lý trí lại bảo rằng bạn không nên uống, bởi vì cho dù có khát đi nữa, nhưng mà ly nước kia nó có độc cơ mà. Lý trí được đặt ở trung tâm của bộ não. Đó là phần của con người bạn có khả năng suy nghĩ, lý luận và đưa ra kết luận. Như vậy thì khi mà bạn nhìn một ly nước chứa độc, thì có một cuộc xung đột đã xảy ra giữa cơn khát và lý trí. Cuộc xung đột này chính là minh chứng cho lý trí là một phần riêng biệt của con người của bạn. Và nó hoàn toàn khác biệt khỏi cơn khát hay là sự thèm muốn. Tuy nhiên, không chỉ có sự xung đột giữa lý trí và sự thèm muốn, mà còn có một cuộc đối đầu khác, đó là giữa lý trí và cảm xúc. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang lái xe ở trên đường cao tốc. Bất ngờ từ phía sau, có một chiếc xe khác vượt lên, cắt mặt bạn rồi chen lấn trước đầu xe của bạn. Ngay lập tức thì bạn cảm thấy tức giận. Bạn bấm còi và muốn trừng phạt người kia vì cái hành vi vô ý thức của họ. Bạn thậm chí còn nghĩ đến việc là theo sau người ta một quãng đường để cho người ta biết là mình đang tức giận người ta. Tuy nhiên, lúc này lý trí của bạn bắt đầu nhúng tay vào, nó phản ứng. Nó nhắc nhở bạn rằng hành động đó không hợp lý vì hai lý do. Thứ nhất, nếu bạn theo sau họ với một tốc độ cao, thì bạn cũng sẽ vi phạm luật giao thông. Thứ hai, việc theo sau có thể gây ra nguy hiểm cho chính bạn. Vì vậy mà cảm xúc của bạn mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng mà lý trí vẫn cố gắng kiểm soát nó và hướng dẫn bạn hành động một cách an toàn và phù hợp. Sự xung đột này không phải là giữa lý trí và sự thèm muốn như ví dụ trước đó về ly nước độc, mà là giữa lý trí và cơn giận, hay khái quát hơn là với cảm xúc. Plato đã dùng từ spirit ở trong tiếng Anh tương ứng với từ tinh thần ở trong tiếng Việt để mô tả điều này. Cảm xúc hoặc là tinh thần được lưu trữ ở trong một cái rương sâu thẳm ở trong linh hồn của mỗi chúng ta, và nó chờ đợi cơ hội để có thể được bộc lộ. Như trong trường hợp của một cuộc chiến tranh, một cuộc đánh nhau, một cuộc tranh cãi, thì cơn giận luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Theo quan điểm của Plato,
lý trí của con người luôn hướng tới những điều hợp lý và tốt đẹp, trong khi cơn giận dữ lại tìm kiếm sự cạnh tranh, khao khát vượt trội hơn người khác để khẳng định bản thân của mình là người tài, người giỏi. Ở trong tập này thì chúng ta đã khám phá về bản chất của con người dựa trên quan điểm truyền thống của người phương Tây. Cụ thể hơn là chúng ta đã tìm hiểu về quan điểm của Plato về linh hồn và cơ thể. Theo ông, mỗi người đều có cơ thể và linh hồn. Trong đó linh hồn được coi là bản chất thật sự của con người, là nguồn gốc của trí tuệ. Linh hồn không phải vật chất, tức là chúng không thể nhìn thấy được, không thể cầm nắm được. Linh hồn là bất tử và có khả năng tư duy. Trong khi cơ thể chỉ là một phần của linh hồn, mà không phải là toàn bộ linh hồn. Cơ thể có tính vật chất, tức là chúng ta có thể nhìn thấy và chạm vào nó được. Theo Plato, linh hồn bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là lý trí, phần thứ hai là sự thèm muốn và cảm xúc là phần cuối cùng. Trong đó lý trí được coi là phần quan trọng nhất và kiểm soát toàn bộ mọi thứ. Và đây chính là nội dung mà chúng ta đã tìm hiểu ở trong tập này. Nhưng mà ở đây thì có nhiều người chúng ta sẽ tự hỏi câu hỏi là liệu con người có linh hồn hay không? Hay có cách nào để chứng minh con người là có linh hồn hay không? Và liệu bản chất của mỗi người có phải là linh hồn hay không? Đó là những câu hỏi lớn mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong những tập tiếp theo. Và chúng ta cũng sẽ xem xét xem là quan điểm của phương Tây truyền thống, cụ thể là của Plato, có bị sức mẻ ở chỗ nào hay không. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề. Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu. Mong các bạn ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.